Kết quả của hôm nay đây. Đây là trứng gì đây? Sắp nở rồi. Không biết là trứng gì. Đây. Máy hôm nay mình vừa mới test. Đây là máy GX35. Máy tàu nhá. Đây là máy tàu. Chạy cũng rất là ok. Đây, mình vừa phát đây. Phát cỏ danh này. Rất là ok.